rất là đen.
ăn cũng nói thiệt đi, mà đâu tìm em cháu chán nhau hả? Ngồi nhà cụ Thiên Phú chuyên bán đàn organ Yamaha S970, đàn đẹp, đàn xài dán keo rất kỹ, lột ra là như mới mua, lột ra là như mới mua được 3 năm. Đàn này rất là đẹp. Nhà cụ Thiên Phú cam kết là bán giá rẻ, cạnh tranh nhất nhì thị trường Việt Nam. Quý khách chỉ cần có 10 mấy triệu là đã mua được Yamaha S770. Quý khách đăng ký kênh YouTube để nhận được những thông tin mới nhất. Nhà cụ Thiên Phú chỉ bán, quý khách chỉ cần có 10 mấy triệu thì có thể mua được cây S770. Nhà cụ Thiên Phú cam kết là bán với giá rẻ, cạnh tranh nhất thị trường Việt Nam. Số điện thoại của công ty nhà cụ Thiên Phú đó là 0708027037, hoặc là số điện thoại đó là 0708026036. Quý khách đăng ký kênh YouTube hoặc là lưu số điện thoại lại gọi để kết bạn vào Zalo, nhạc cụ Thiên Phú sẽ quay cận cảnh cây đàn, không những cây này và có rất là nhiều cây 70 khác. Đi dạy cho khách coi này.